Ngày 16 tháng 12, đại tướng Phạm Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tổng duyệt diễn tập của quân đoàn 12. Cùng tham gia kiểm tra có thượng tướng Nguyễn Tân Cương, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Lê Huy Vịnh, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trung tướng Nguyễn Văn Gấu, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại trường bắn, chỉ huy quân đoàn 12 giới thiệu địa hình, hình thái diễn tập. Các đơn vị của quân đoàn 12 được phối thuộc nhiều lực lượng thực hiện các nội dung khoa mục diễn tập. Qua theo dõi buổi tổng duyệt diễn tập của quân đoàn 12, đại tướng Phạm Văn Giang biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ. Quân đoàn 12 mới nhận quyết định thành lập và quân kỳ quyết thắng được vài tuần. Thực hiện nhiệm vụ diễn tập có nhiều lực lượng tham gia, nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật và hệ thống công sự, công tác bảo đảm lớn, nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị. Theo đại tướng Phạm Văn Giang, thông qua diễn tập khẳng định phương pháp tổ chức, sức mạnh của quân đoàn mới, vì vậy quân đoàn 12 và các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để cuộc diễn tập thành công, chú trọng công tác giáo dục quán triệt động viên xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức huấn luyện thuần thục các nội dung khoa mục diễn tập sát thực tế từ khẩu lệnh của người chỉ huy cho đến hành động, xử trí tình huống, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Đại tướng Phạm Văn Giang yêu cầu các cơ quan Bộ Quốc phòng chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ quân đoàn 12 kiểm tra tình trạng kỹ thuật vũ khí trang bị, bảo đảm thông tin liên lạc, công tác hậu cần quân y. Động viên cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập bắn đạn thật trên thao trường. Đại tướng Phạm Văn Giang đề nghị từng đồng chí nêu cao ý chí quyết tâm tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nghiêm nền nếp chính quy tại khu vực xã ngoại chấp hành tốt kỷ luật dân vận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao